cùng chính thức mời chứ. Trên con đường các bạn đi hàng ngày, trên công việc các bạn hàng làm hàng ngày, trong cuộc sống đôi lúc chúng ta cũng có lúc mỏi mệt đúng không? Đó chính là lúc mà chúng tôi đã từng có những quãng thời gian chúng tôi cảm thấy rất là mệt mỏi với công việc trình diễn, với những áp lực này khác, và chúng tôi đã từng nghỉ, và cái quãng đấy đã mất 5 năm rồi. Nhưng ngày hôm nay thì mọi khoảng cách nó đã xích lại. Chính trong cái thời gian đó ấy, thì các khúc mỏi chính là những lúc có ý nghĩa nhất của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là bài Mỏi. Có lúc chợt muốn thay kệ mọi thứ để cho nhẹ đầu.